Sáng 29 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương. Cùng dự có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày hôm qua 28 tháng 9, Đồng Nai ghi nhận thêm 899 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên hơn 48.000 ca. Trong số ca mắc mới có 10 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 30 ca thuộc 4 doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ. Đồng Nai đã tiêm phủ vaccine đạt tỷ lệ hơn 79% dân số từ 18 tuổi trở lên. Số người tiêm đủ 2 mũi đạt 7,88%. Dự kiến trong ngày hôm nay, Đồng Nai sẽ nhận thêm 200.000 liều vaccine. Về an sinh xã hội, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ số tiền hơn 568,8 tỷ đồng, đã giải ngân 534 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, sắp tới Đồng Nai sẽ mở rộng đối tượng được nhận hỗ trợ và sẽ có thêm khoảng 250.000 người được hỗ trợ số tiền khoảng 375 tỷ. Tại cuộc họp sáng nay, đã có nhiều ý kiến về việc chuẩn bị cho ngày 1 tháng 10 sẽ mở cửa nới lỏng giãn cách. Theo lãnh đạo huyện Xuân Lộc, lo ngại nhất hiện nay là khi mở cửa, tình hình sẽ rất phức tạp do huyện dù là vùng xanh, song tỷ lệ tiêm vaccine còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 34%. Thậm chí tỷ lệ tiêm vaccine cho công nhân còn thấp hơn, chỉ khoảng 23%. Tình trạng cũng tương tự tại một số địa phương vùng xanh khác. Các ý kiến cũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh để an dân, để người dân tiếp tục ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá những ngày qua, Đồng Nai tiếp tục xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, xác định đây là điều bình thường, các địa phương cần có cách ứng xử hiệu quả. Lãnh đạo các địa phương cứ bình tĩnh và có cách làm một cách nó hiệu quả. Xử lý hiệu quả mới là quan trọng. Còn đã chấp nhận rủi ro xuất hiện hay không là chuyện bình thường. Nên các đồng chí cứ quán triệt tinh thần cho đội ngũ chúng ta. Đừng có vì sợ mà chúng ta khóa chặt, siết chặt, không phát triển được. Người dân không thở được, doanh nghiệp không làm ăn được, thì xã hội không phát triển. Hay giỏi là quản lý rủi ro tốt hay không tốt. Chấp nhận rủi ro, xử lý rủi ro. Và ủng hộ cho quan điểm phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đa số các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch là ủng hộ việc thu hẹp phạm vi vùng xanh tới thôn, ấp, khu phố. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị các văn bản chỉ đạo cụ thể để thực hiện. Các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch quản lý xã hội theo hướng ấp xanh, khu phố xanh. Với các ấp, khu phố vùng nguy cơ cao, cần tiếp tục quản lý kỹ lưỡng, không để dịch lây lan. Hôm nay là ngày cuối cùng của chiến dịch xét nghiệm thần tốc theo kế hoạch 11456 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương còn có nguy cơ thì tiếp tục đánh giá lại địa bàn, nếu cần có thể thực hiện thêm một vòng xét nghiệm nữa. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình tiếp xúc với dân, cán bộ cần thuyết phục người dân hợp tác, tinh thần là mềm mỏng nhưng hiệu quả. Qua báo đăng chủ tịch Biên Hòa ra để mà xử lý một cái hộ gia đình ngủ trên cầu Hóa An, trong quá trình đi bộ về Tây Ninh, tôi thấy rất tốt. Tôi đọc cái bài báo đó xong, tôi rất khen đồng chí chủ tịch thành phố Biên Hòa. Ứng xử với dân như vậy thì mới là làm cán bộ. Nó rất khen đồng chí. Nên á, cuộc sống người dân đã quá khổ rồi, đã quá bức xúc vì cái dịch bệnh này rồi, thì mình càng ứng xử làm sao cho nó thật tốt, nó thật mềm mỏng nhưng mà hiệu quả, không có bó tay trước những khó khăn nhưng mà cách làm là phải mềm mỏng hiệu quả. Về phòng chống dịch trong doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tái khẳng định việc trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự đánh giá mức độ an toàn của mình và quyết định có hoạt động hay không. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng góp ý hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong tháng 10 này, lượng vaccine về sẽ nhiều, do đó các địa phương cần lên kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm vaccine cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hoan nghênh Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị phê duyệt kế hoạch bổ sung khoảng 250.000 người được hưởng trợ cấp. Tuy vậy, đây vẫn là con số thấp, do đó các địa phương cần tiếp tục rà soát, bổ sung để phê duyệt tiếp, kể cả những người ở vùng xanh có thể được đi làm lại rồi, nhưng trước đó chưa được hưởng thì vẫn hỗ trợ để giúp người dân khắc phục những khó khăn trong 3 tháng vừa qua.
Chủ trương của Đồng Nai cũng kêu gọi người dân không về quê tự phát sau ngày 1 tháng 10. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương vận động người dân, công nhân lao động tiếp tục ở lại làm ăn, gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.